Con cá như con heo à. Nằm lên đó, nằm lên, rồi, rồi, rồi. Nằm xuống luôn. Đó, rồi, được chưa? Dạ rồi. Bắt đầu bơi. Cô ơi, để bụng đây nè. Không, không có để dưới bụng. Cô phải để trên đây nè. Để bụng như đây nè, cô định vô để... đổ con nó không có bơi nữa. Cô phải định cái chỗ này kiếm xong. Cô phải neo lại. Cô phải định lại chứ lỡ em ruột em rớt. Cô định dưới bụng đi. Cái bụng mày tôi định cái gì? Chỉnh cũng bỏ bụng hả? Chỉnh cái chỗ này nó chưa dư ra nè đó. Con nhỏ con bơi không được cơ ơi. Rõ cái gì? Đã nói rồi bơi rất là khó. Nó vừa có cái nhọc nhiều khi em bơi ngoài biển mà cá lại rỉa nát. Em nhỏ cũng em nghĩ bơi. Dạ bơi 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 bơi. Tập cái gì? Rồi bơi. Là cô sẽ neo ngoài trước chứ nào ngoài sau. Không có gì nhộn hết á. Cái này gọi là thích nghi. Ngoài biển nhiều cái luồng nước nóng nước lạnh nó chạy tùm lum, nó luồn tùm lum vô đây. Rồi có bơi rồi bắt đầu bơi nha. Bơi. 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 Bơi nè, bơi lên bơi xuống nè đó. Nè, rồi bữa đó sóng lớn nè, lỡ giờ. Lỡ là bị sóng lớn, sóng lớn. Đập cái mặt là né nè, né cái mặt. Né cái mặt. Rồi rồi rồi. Rồi. Rồi bắt đầu sóng lớn quá, sóng lớn quá. Quá lớn, quá lớn luôn. Quá lớn. Trời ơi. Sóng lớn quá, tới cô cũng sợ nè, sóng lớn quá, sóng lớn quá. Ê, rồi rồi, rồi bắt đầu. Bây giờ xong cái học là xử lý tình huống. Bây giờ là bắt đầu chuyển qua học là thành món cá heo nha. Ra nè, để cứ từ từ, ví dụ cái chỗ neo rồi để cô neo lại. Rồi, bắt đầu, chuẩn bị, cái heo là thật sống nha. Lấy đà nha. Một, hai, ba. Rồi, 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 đâu rồi, đâu rồi. Tiếp hai câu tiếp vô. Một, hai, ba, không. Rồi, đâu rồi đưa cái chân, đưa cái chân nằm xuống rồi, một nè, nằm nha. Một, hai, ba, bóng. Rồi cái nữa. Rồi cô chưa bơi rồi, em tự bơi không? Chết mẹ ông, sao nó bơi giỏi sao nữa kìa. Nên cô biết bơi đi, học bơi chi vậy? Giờ thôi còn mình I'm